công đây đua được mua xong cái từ tam rương để hạt cát lang chạy sài với cái hướng nó bị cát lang nhập bùi dương đại dương thơ xoay xoay thơ cả trôn là bây kia nát thơ là bây kia mưa mau dương nên nhung chưa nhưng mà xuống luôn đấy bạn chắc bạn cho miền nào chui dương man thì chẳng phải là ca ti môi dương cứ phải là ca cất đau từ lực luôn dương thần ta dương miền phải là ca ấy là đẹp luôn dương bà được nhung nhung miền lục bùn đất muối à, hộp khóm thì đại lang không bà có tay được bắt sao nhưng mà sao có phiền đâu ở đà miền ấy chỉ có cái số bảy nhăm mà đi là o nhăm mà nó là o thử nhăm mà lại mấy nhăm ấy mấy chắc như phim sai cục nữa là o đâm bấy vô à po miền o mà thay ra sao có phiền chứ chắc có tay được phép nó nấu bong nhăm mà lại che nhăm che nhăm che chắc như phim control bay hai và mũi hai nhưng mơ mà đó sao có phiền là o mà sao tôi bay là o mà sao cả đời với miền ca mà ca sao nói thử đà miền ca check control thử miền ca vô chất đại trong buộc luôn dương nhưng mà đâu mong muốn cầm nót hay là ca chỉ vớt mấy tay chỉ mẹp nhóm chỉ hiên thì mỗi cái nhóm bắt đầu từ lứa bay nhà sọc phiền chắc này đang hai nhóm thì nhắm sẽ nhắm ấy đại ót chỉ ca chăm bay du du mà đón mà mẹ nó dơ mình che phát rẻ đấy chứ còn ta ơi tập phát ua và mua ai và mẹ đấy ba qua sọc phiền nhớ cứ nhóm nghĩa tranh mà đưa cho người ta mà nước là hai tập phát tôi ót ban cai ót tình giấy cai phát đại ai mà phan sọc phiền nhớ nơi mà tôi nhóm lia cái màu vậy nhỉ vì bố nhóm miền hay là ca sọc phiền bao nhiêu nhóm miền hay là ca sọc phiền bao nhiêu chắc nhưng nhắm là bao lo lo như thế bà lo mình men sập tay lên là bỏ thay gì là bỏ nát đây mình pa pho sọc phiệp nên rồi bà muốn kết bị khuôn dương thay bởi dương bên trong bên thay là ca bởi dương trong thơ sừng kềm phơi ngay dương trong phải dốt lấy ngay cứ phải giặt khuôn dương ở ban là ô một phật vì vô miên chỉ vất cứ miêu vậy về cục vàng miên chỉ vất cứ dương ai của mẫu ban cục vàng về cái là loài dương chành cái này sọc phiệp dương lơ cái có dương của ban du dương kia đây cái dương ai của ban du dương kia cái dương anh vừa phục vụ dương ban chuyển cái trong ban nhà mới sọc phiệp mà mất phép nhưng mà chỉ muốn ở dụ tần nhóm nó chặt đam chư và đá này class com ai com ấy cái đằng luôn ai com ấy chư bắt và đá bởi con hốt họ ngay con phát họ ngay về cho ông thôi phát họ ngay là hốt đó mình ban sờ lạnh luôn này nó chưa chậm nổi tìm mùi anh ấy gọi cho ca kết bao nhóm tp đã hai là ca sọc phía cùng nết và sọc phía bánh ha cùng nết hai là ca cùng nết bao dương ta dương thử miên cùng nết ấy kì cùng nết với chậm miên với cùng nết ở với chậm miên nhóm cầm nót hai là ca này ca kết với nhóm cứ cầm nứt đau từ lưỡi ca kết kết ở đôi nhà miền hai là ca nhóm kết ở đôi nhà miền nhóm chạy xuống luôn anh ta tao nhà miền cái bộ kết ấy nhà miền cái bộ thứ ấy mau đi covid mà đó là covid một tuần tao nhà miền cái hồ gì vậy tôi chơi tôi không bầm lạnh bị xịn đi nhóm chơi chở phải vì muốn nhóm thưa cho là top là mua vậy lấy dương nghĩa mà thưa hàng một trăm cromun một trăm dương nghĩa mà thưa cromun một trăm nhưng mà hiện chở xa kha đi dương đại sa kha dương nó có bông sáu nhưng mẹ kia muối nó có bông sáu đại sa kha xem hiếp đại sa kha bắt là bốn dương chi dương cất ra tá mẹ miên cái bông thưa ấy cái bông cất ấy nếu bây giờ dương miên đâm đại hay là ca cùng nứt nhóm nhóm tay để cất nhóm ao bị cất sọc máy cất sọc kê điện nhớ 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 bây giờ dương can để cất dương cất ấy kì cất bên chữ miên nó cất ở bên chữ miên hay là ca dương thử miên chỗ mà dương nghĩa móc hay là ca cất ở bên chữ miên ô mình cao tê mình ai tê bia mình đai à nẹt miên gì tha che cho bắt ở cả chắc nhung cầm đót hay là ca nhung tp đó cứ hay là ca này ca kết vào nhung máu đi tao sẽ thấy nó phục vụ kết ấy kì bây giờ mình ăn hồ xít lại phục lốt cho nẹ miên rồi mai kết ấy kì cái bông ta kết ấy nên không xa là ca nó kì bông thứ ấy cái bông kết ấy hay bây giờ ớt bán bắt đầu từ lửa ca kết bẹp năng thế nhưng kết vào với chữ miên thế coi hiểu mùi đèn tp thì bấy cứ hay là ca này ca nè à rõm vào dương nhưng mà đứa rõm vào dương mà nuốt ca này dương miên à rõm là ố ca kết bây giờ có lo đây bây giờ rõm nhưng ớt lo dương bởi dắt nông ca riêng trong nhóm riêng trong hay là ca rõm vào thiệt miên ha dương thử té có mọi người thích ăn chất thích khăn thích ăn chất thích ngô thích ngọ à rõm vào dương bởi ớt lo ớt nghe phôi ăn chất xây thích ăn chất bất ở ca bạch chẳng dương miên hay là ca bao dương bà hay là ca rõm bà chẳng dương thử miên hay là ca rành thốt bởi thiệt nếu ca kết bởi nhóm nhóm cho đó mê điên nhóm hay là ca rành thốt ta dương miên phai là ca rành thôi cái gì mẹ luôn dương này trong phai là ca chầm nai phai là ca chầm nâu ở ban cho ba luôn phai là ca chầm nai phai là ca chầm nâu dương ban cho ba luôn miên phai là ca rành thôi cái u đó dương mà khai mà rồi chắc như thử miên phai là ca chay ra bay mà rồi cùng ăn phai là ca chay chay nó khơi phắc phắc mà phết đấy mà khai bạt u đó dương mà khai mà rồi mà khai pi rồi rô ban chở mình toàn một con thằng này miên đấy nè rồi biết này ca chay lôi nó ăn chay chay cro rồi họ ban chở nó toàn miên này bị phúc chúng chuốc mà nước hồ ban là khai mà mớn mà khai pi mớn rô lên mán ọt này chắc như thử miên hai là ca chậm nãy vừa ban cho băng luôn u đó mới miên là na co dương kẹo bị dương luôn ấy thế mẹ nói là cái hai dương kia tư mẹ nói là cái hai
ចំណាយដែលអត់បានទទួលបានលទ្ធផលអីជាចាយទេគ្មានអ្នកណាស្គាល់យើងជាងយើងខ្លួនយើងទាំងសុខភាពក្តីទាំងលុយក្នុងកប៉ាល់យើងក្តីនៅពេលដែលយើងអត់ផែនការជាចំណាយជាចាយនៅពេលដែលយើងមានផែនការយើងអត់ចំណាយផ្ទះផ្ទះទេខ្ញុំជឿថាផែនការនៃការចំណាយយើងត្រូវរៀបចំគោលដៅនៃការចំណាយតើគួរចំណាយលើអីអ្នកមានចាយពីរយ៉ាងគេផ្ដោតចំណាយបង្កើតចំណូលហើយចំណាយបង្កើតចំណេះដូចបងប្អូនមកនេះក៏ចំណាយដែរចំណាយសាំងចំណាយពេលវេលាតែចំណាយបង្កើតចំណេះអត់បើសិនមកអត់មានបង្កើតចំណេះអីទេមកគ្រាន់តែមកលេងកុំមកចាយច្រើនយើងចាយសាំងម៉ូតូយើងចាយពេលវេលាអីយើងចាយមកលេងអ្នកមានគឺគេចំណាយមួយគឺគិតមកតើចាយនឹងបានចំណូលអត់យកពេលវេលាទៅផឹកកាហ្វេជាមួយនឹងលោកបញ្ញសិទ្ធតើបានចំណេះអត់បានចំណូលអត់បានចំណេះបានចំណេះអត់បានចំណេះចំណាយចុះយកពីគួរទៅប្រឹងចំណាយអ្នកមានចំណាយពីរខ្លាំងចំណាយបង្កើតចំណូលនិងចំណាយបង្កើតចំណេះតែបើយើងអត់ដឹងទេយើងអត់បានចំណាយបង្កើតចំណូលយើងក៏អត់ចំណេះក៏អត់ចេះចាយចាយចោលអានោះគឺមួយគួរទៅបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀបចំផែនការនេះជាផែនការដែលយើងត្រូវតែរៀបចំមុននឹងចាប់ដើមខ្ញុំចោលបងប្អូនមើលបងដែរស្ដាប់រឿងឈើពីរដុំហ៎បងនៅចង់ស្ដាប់រឿងឈើពីរដុំហ៎លើកដៃខ្ញុំនិយាយស្ដាប់តែដែរខ្លាំងឡើងមួយសិនអូឈើរឿងឈើពីរដុំឈើឆ្លោះគ្នាឈើថាអញឈើដែរមនុស្សជន់អញចង់ងប់មនុស្សជន់ដល់មែអីក៏ឈើដូចគ្នាមិនក៏គេគោរពឯងសម្បើមហ៎អន់ចិត្តគ្នាឈើអន់ចិត្តគ្នាហើយឈើទីឈើដែលឈើដែលគេគោរពក៏និយាយថាយើងឈើដូចគ្នាប៉ុន្តែការឈឺចាប់យើងផ្សេងគ្នាអ្នកឯងគាត់ជាចដៅឯងណៃជាចដៅដែលគេជន់ប៉ុន្តែអ្នកឯងឈឺចាប់តែម្ដងឯងគេកាប់ឯងមកកង់មកធ្វើចដៅខ្ញុំជារូបព្រះដែលគេគោរពឆ្លងកាត់ការឆ្លាក់ជាច្រើនដាប់ជាច្រើនខ្ញុំត្រូវជាច្រើនកបិតឆ្លាក់ជាច្រើននងទើបអាចចេញជារូបព្រះបានអ្នកឯងត្រឹមតែជាចដៅមួយអ្នកឯងត្រូវឈឺចាប់មួយផ្លែតអ្នកឯងគាត់មានការកាត់មួយផ្លែតយកមកបន្ទប់ដែលឈឺចាប់មួយផ្លែតឯងឯខ្ញុំវិញជាព្រះគេឆ្លាក់ជាព្រះទម្រាំតែបានរូបព្រះគឺខ្ញុំឆ្លងកាត់ការឆ្លាក់ជាច្រើនដងដាប់ជាច្រើនកបិតទើបឆ្លងកាត់រូបព្រះបានងាកមកវិញដើម្បីខ្លាចជាមនុស្សខ្លាំងបានមិនមែនយើងគ្រាន់តែអង្គុយស្ងៀមមិនមែនយើងគ្រាន់តែដេកដួលរមួលផ្សំក្រិចមិនមែនយើងគ្រាន់តែអង្គុយសកុកខ្លាចជាមនុស្សខ្លាំងបានទេមនុស្សដែលគេឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលមួយខ្លាំងមួយឬក៏អាចហ៊ាននិយាយបានទម្រាំខ្ញុំមកឈរទីនេះបានខ្ញុំរងជាច្រើនកបិតខ្ញុំរងជាច្រើនឧបសគ្គខ្ញុំរងជាច្រើនបញ្ហាចាំបានមនុស្សជាច្រើនមកជួបខ្ញុំហេតុអីបានរឿងរបស់គាត់ពិបាកដោះស្រាយមែនទែនមកជួបខ្ញុំត្រឹមតែ20នាទីអាចដោះស្រាយចេញមូលហេតុខ្ញុំបានឆ្លងរួចទៅហើយចាំបានកន្លែងមួយដែលយើងរៀបផែនការកុំខ្លាចក្នុងការឆ្លងឧបសគ្គអ្វីដែលយើងខ្លាចយើងបានឆ្លងនៅកុំខ្លាចឧបសគ្គកុំខ្លាចបញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតពីកន្លែងដែលយើងរៀបផែនការបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីឈើពីរដុំឲ្យតែពេលដែលយើងជួបបញ្ហាយើងគិតមើលវាឈើពីដុំតើយើងចង់ខ្លាចជាអីបើយើងចង់ខ្លាចជាចដាលគេជន់ឈឺចាប់បន្តិចទេតែគេជន់យើងរហូតតើបើយើងចង់ខ្លាចជារបស់ដែលគេគោរពសក្ការៈបូជាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការលុបដំជាច្រើនការឆ្លាក់ជាច្រើនឆ្លាក់រហូតដល់សំទៅគេគោរពទៀតហើយចូលរូបព្រះប្រកាសបណ្ណានៃខ្លួនតូចក៏គេអត់គោរពដែរអញ្ចឹងវាឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើននេះហើយគឺជាជីវិតនេះហើយគឺជាជីវិតកុំរំពឹងថាស្រួលអត់ស្រួលទេយើងកាន់តែជោគជ័យយើងកាន់តែឡើងមកកម្រិតយើងកាន់តែពិបាកទៅបាក់ទៅដូចខ្ញុំមកនេះខ្ញុំពិបាកជាងមុនទៀតអញ្ចឹងយើងពិបាកនោះគឺត្រូវឯងដោយសារអីយើងឡើង level បងមិនធ្លាប់លេង game ទេ game មានណាលេងកាន់តែពិបាក level យើងឡើងឯងពីដើមយើងពិបាកនឹងលុយ4 10 20ដុល្លារ30ដុល្លារឥឡូវយើងពិបាកនឹងលុយ2 3លាន4 5លានមាន5លានមានអីមកបានយើងធូរបន្តិចអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបើគេឲ្យខ្ញុំធ្វើ50,000ថ្ងៃហ្នឹងជិះទៅឥឡូវអត់ទៅវាមិនដឹងយកអីលុយប៉ុណ្ណឹងចាំយកពីណាក៏បានចង់និយាយថាគេបខំយើងត្រូវម្នាក់ឯងមកយកឥឡូវឬក៏យើងមានឱកាសការយកទេតែបើលុយច្រើនយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបកមកវិញមនុស្សយើងអ្នកណាក៏ជួបឧបសគ្គជីវិតដែរចម្លើយសំណួរសួរថាតើយើងឆ្លើយតបឧបសគ្គបែបម៉េចនៅពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គជីវិតយើងឆ្លើយបែបម៉េចតើយើងនឹងខ្លាចជាឈើយើងចង់ខ្លាចជាឈើបែបណាបើយើងចង់ខ្លាចជាឈើមួយដែលមានការគោរពយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួបឧបសគ្គ